Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về một cặp loa Bose. Có series là Bose 301 series 3. Loa mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc nhưng mới luôn các bạn. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản, cùng quách, vuông vức, lưới e căng là như mới, không sờn rách, không lộn rộ nghe bạn. Vuông thanh sắc cạnh rất đẹp. Dòng Bose 301 series 3 được sản xuất vào năm 1994 với kích thước là mỗi thùng loa đó chiều ngang là 43,5 cm, cao 26,7 cm và hậu sau là 23,5 cm, và mỗi loa nặng 7,6 kg. Loa Bose 301 series 3 thì được các anh em chơi audio đánh giá rất cao. Nó chỉ cần một cái âm ly Hàn Quốc, một cục đẩy, một âm ly Nhật, Mỹ, châu Âu, công suất nhỏ các bạn có thể đánh được rất tốt rồi. Bên cạnh đó các bạn có thể gắn vang số, vang cơ, lọc xì để hát karaoke trong không gian gia đình tương đối rất tốt. Dòng Bose 301 series 3 đó, thùng gỗ được làm từ gỗ ốc chó nha các bạn. Vì vậy nó làm rất cứng cáp các bạn. Các bạn nhìn nè, thùng vách vuông vành rất đẹp luôn các bạn. Vuông vành sạch cạnh, không có cặp về ít có cặp nào đẹp như cặp này lắm đó các bạn. Các bạn thấy không? Rất đẹp luôn. Đó, gỗ nó được làm từ ốc chó, cứng cáp chắc chắn nha bạn. Thiết kế dòng này sẽ được thiết kế đặc rất đặc biệt. Đó, nó giúp giảm hiện tượng cộng hưởng cho âm thanh trong trẻo, không bị rung rè nghe các bạn. Riêng cái dòng 301 series 3 là được thiết kế cực kỳ hay, lỗ thông hơi nằm phía trước nghe các bạn. Đây mình tháo lưới căng cho bạn xem, một lưới căng là ở trong khung nhựa đúc, không trầy xước, không lủng lỗ nghe bạn, nguyên zin nguyên bản rất đẹp. Lưới còn rất đẹp. Rồi mình tháo lưới bên trái cho các bạn xem luôn. Đó, lưới bên trái cũng rất đẹp các bạn không? Đó, này là keo nghe mà, keo của nhà sản xuất loa Bose nào cũng có vậy, nó giống như gỉ nhưng không phải nghe các bạn. Đó. Rất đẹp luôn. Dòng loa Bose 301 series 3 các bạn nhìn vào đó, thì loa sẽ có hai đường tiếng và ba củ loa nghe các bạn. Hai đường tiếng và củ loa. Một bát 20 cm. Đó, cái dòng màng bát này là được sử dụng được màng bát chất giấy đặc biệt nghe bạn, rất là đẹp luôn. Vì vậy cái dòng Bose 301 series 3 này cho âm trầm rất là sâu nè, rất là cuốn hút nè. Hai trép nè đa hướng các bạn thấy không, trép này là đường kính là nó màu hồng hơi xanh xanh các bạn thấy không. Rồi đường trép này là đa hướng, có đường kính 8 cm, nó nhằm đa hướng, nó nhằm giúp lan tỏa âm thanh ra đầy phòng nghe các bạn. Dòng này có độ nhạy là 92 dB, tần số đáp ứng là từ 100 Hz cho tới 15 kHz. Vì vậy khi mà các bạn mở công suất lớn á thì tiếng nó vẫn chắc, nó không bị méo tiếng, không bị rè nghe bạn. Bose 301 series 3 là nó có đặc trưng như vậy, rất được anh em đánh giá cao ha. Rồi công suất mỗi loa là 75W ha. Tất cả các loa còn nguyên zin nguyên bản rất đẹp nha các bạn. Đây nó hai trép là loa phải rất đẹp luôn, mặt thùng vách nè không có chê ha, để mình chồng lên là mình cho các bạn quay cận cảnh cho các bạn dễ nhìn hơn. Bạn chờ mình trong giây lát. Rồi mình để xong đây, rất đẹp các bạn, rất đều nhau các bạn không. Đúng, loa phụ loa tất cả còn nguyên zin nguyên bản, rất là đẹp luôn. Rồi mình quay bên tổng thể bên cạnh bên cho các bạn xem luôn. Rồi bên này còn rất đẹp các bạn không, không thì vết lớp xi ở ngoài là không bị co giật, không bị lủng lỗ nghe các bạn. Rồi ở đây sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem luôn. Đó, các bạn nhìn tổng thể mặt sau của hai loa nè, còn rất mới đẹp phải không. Đó, mình xoay cho các bạn xem luôn. Các bạn chờ mình trong giây lát, mình phóng đỡ bị chói. Bose 301 series 3. Đó,
số seri là 99143 ha. Dòng này sản xuất ở Mexico các bạn ha. Framingham MA xem list in Mexico phía dưới nè các bạn. Đây. Công tần số đáp ứng có thể công suất là chịu 75W và công suất có thể chịu đựng lên là 150W một loa nha các bạn. Đó, hai loa. Loa ở dưới là 43 hai số trùng cặp số seri left right nha các bạn. Rất đẹp luôn, mặt này right, bên này left. Đó. Loa này là cặp loa này mà đấu giá về nha các bạn. Đó, còn nguyên zin rất đẹp. Bên cạnh đây mình cũng còn một cặp đấu giá của AV Monitor màu đen nữa nha các bạn. À, rất đẹp. Dòng này các bạn mua về có thể nghe nhạc trữ tình bolero, nhạc vàng, nhạc tiết tấu nhanh non top remix, hoặc là các bạn giải trí trong không gian gia đình karaoke rất tốt các bạn. Sau đây mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc về chiếc âm con Do 301 Series 3. Tôi lại gặp anh, trái nơi chiến tuyến, súng trên vai bước đều qua hè phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mang ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh đi lên đường lối gầy về. Màu xanh áo nuôi thương, nắng chiều đẹp quê hương, hay nhà buồn đêm xưa. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng quá, ánh trăng nhìn hé cười sau màn đá. Tôi lại gặp anh, đường khuya vui bước nhỏ, kề nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hóa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Ánh đèn vàng ngoài hồ vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây. Mình xin thông báo cặp loa 301 Series 3 mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc nha các bạn. Tất cả lưới e căng
là còn như mới luôn. Tất cả mình quay cận cảnh cho các bạn xem á. Loa mình bán ra, mình cam kết nguyên zin nguyên bản đó, và vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về sử dụng với giá rất tốt nha các bạn. À, chỉ là 11.900.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Bên cạnh đó là mình cũng còn một cặp loa Bose 301 AV monitor và một cặp 301 Series 2 chữ lớn nha các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Rất cảm ơn các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.